Tất cả anh em, hôm nay mình lại tiếp tục lên cho anh em một mặt hàng cơ khí nữa. Lần này mình lên cho anh em một cái mặt hàng ma ní. Đây là những cái cây ma ní, những cái ma ní của Nhật Bản chuyên dụng để anh em ta móc, treo, kéo hoặc nặng. Thì cái bộ combo này mình bán là giá 350.000, chưa phí vận chuyển. Thì nó gồm tới 11 cái ma ní vậy anh em, lớn nhỏ khác nhau. Có những cái lớn thì như cái này lớn nè, thì nó đường kính nó 10, độ cao nó 17, lòng trong nó 4.5, những cái nhỏ 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 vừa vừa thì nó có 11, lòng trong nó 3.5, và những cái nhỏ hơn thì nó 9 và nó lòng trong nó 2.5, 2.5 đến 3, 3.5. Thì những cái này là những cái kéo cũng khá là lớn rồi, còn những cái mini nhỏ như thế này thì nó cao ta 55, đường trong nó 2 phân. Thì những cái mini này để anh em ta kéo móc những cái chi tiết nhỏ, thì có cái chi tiết nặng thì anh em có cái đồ lớn để móc kéo rồi. Cái đồ nhỏ thì anh em sử dụng cái ma ní nhỏ như thế này. Thì cái tính năng của cái thằng này nó là anh em làm trong nghề cơ giới là hay xài nó lắm. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ và nó rất là tiện ích. Thì những cái ma ní của Nhật nó làm thì chắc chắn và nó chịu tải rất là khỏe. Không dễ gì mà bị hư hỏng trong quá trình kéo treo hoặc nặng đâu. Cái hàng của nó là hàng có tên tuổi mà. Cái nào của nấy nó làm dày chắc chắn. Rất là tiện ích á. Cái này nhiều anh em mà làm trong mấy xưởng cơ khí rồi hay cần kéo rồi treo hoặc nặng là sử dụng nó nhiều lắm đó anh em. Thì mình bán nguyên bộ combo này 350.000, chưa phí vận chuyển, 11 cái ma ní như thế này. Giá tốt cho anh em thợ gì mua về sử dụng. Rồi, chỉ soạn được một bộ như thế này thôi. Giá mềm, rẻ, ứng dụng nhiều. Anh em nào quan tâm cái bộ ma ní này thì liên hệ. Xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.